Anh ơi, em năm nay 24 tuổi, em và anh ấy yêu nhau 9 năm. Em cũng thuộc dạng dữ á, 24 tuổi mà yêu nhau 9 năm. Khi đi tới đây, mặc dù chưa đọc hết và anh cũng chưa ra kết luận, nhưng mà có thể nói là đã thấy những cái dấu hiệu lớn của một cái mối quan hệ mà cái cảm giác yêu nó đã tụt rồi. Nó đã tụt, tại vì sao? Tức là bắt đầu năm 15 tuổi và nó kéo dài 9 năm. Thì cái cảm giác từ phía người đàn ông á, chứ không phải người phụ nữ, nó tụt. Người phụ nữ á, thì đại đa số nó sẽ bị phụ thuộc, chuyển qua phụ thuộc. Tiếp tục, em mà lấy yêu nhau 9 năm, hiện tại tụi em đang chia tay, tức là mối quan hệ đã hết rồi. Quen nhau từ thời học cấp 3 đến giờ, bằng tuổi nhau. Em thì thiên về sự an toàn, hiện tại em là dược sĩ và có kinh doanh riêng. Em không cần gì nhiều, chỉ vì em muốn hai đứa cùng nhau cố gắng. Em không cần gì nhiều. Nhưng mà yêu nhau 9 năm, anh ấy nói yêu em, thương em, nhưng những cái em không thích, em muốn anh ấy bỏ, hoặc ít nhất là giảm bớt, như hút thuốc, bạn bè, bia bọt, vẫn không bỏ được. Đây, cái lớp đường lên trái tim chàng là cái em cần đây. Trong đó nó giải thích cho em nhiều cái nguyên nhân tại sao mà em đi tới cái điểm này mà em có vẻ như chưa hiểu. Và bây giờ cờ bạc tỷ số lô đề, cờ bạc tỷ số lô đề. Em thương vì tình cảm 9 năm, nhưng bây giờ em đã chia tay. Anh ấy hứa sẽ bỏ, nhưng giờ em bất lực rồi. Em có nên quay lại, dán xuống để nhảy. Em có nên quay lại 9 năm như vậy mà, như vậy thì theo anh cuộc sống hôn nhân này sẽ như thế nào, nhờ anh giúp em. Anh như anh vừa nói nãy, y chang cái anh tả, anh nói nãy thôi. Em ở trong một cái cuộc sống tình cảm mà em thực sự em hoàn toàn không hiểu về hẹn hò. Tức là em ở trong một cái mối quan hệ hẹn hò mà em không hiểu gì về hẹn hò, rất là nguy hiểm. Ở đây nó chỉ đơn giản là người đàn ông này không yêu em thôi. Anh nói rất là đơn giản, tức là anh ta có thể có rung động gì đó lúc ban đầu, nhưng mà sau khoảng vài tháng nửa năm thì nó hư tới ngày hôm nay. Thì hiện tại trong anh ta là một cái quán tính. Quán tính nghĩa là cái trớn á, cái trớn á, và cái đó nguy hiểm lắm. Nó chỉ nói lên về cái quán tính đó, nó dắt anh ta hành xử, đối xử với em ở một nhóm hành động nào đó như là đang như ngày xưa. Ok, nhưng mà bên trong cảm giác thì hoàn toàn không còn như ngày xưa nữa. Lực đã hết rồi, nó chỉ còn lăn cho cái trớn thôi. Và điều đó được chứng minh qua cái chỗ nào? Qua những cái điểm mà em, anh ta, cái điều tốt đẹp không xảy ra đó. Lô đề, rồi cờ bạc, tự nhạc đi bọt gì đó em ta. Và nó sẽ không xảy ra được. Nhưng mà anh nói cho em biết là để chứng minh cho em thấy. Nếu như anh ta gặp một con nhỏ nào khác mà anh ta rung động mạnh mẽ, em thấy anh ta bỏ được. Tức là nếu anh ta có động lực, anh ta sẽ bỏ được. Nếu như anh ta thật sự rung động và yêu cô gái đó. Đó, anh dùng cái đó để cho em thấy rằng anh ta không có yêu em hiện tại. Cho nên anh ta sẽ không thể thay đổi được. Em biết là để thay đổi một con người á, thì thứ nhất cái người đó phải muốn thay đổi. Và thứ hai là cái người đó phải có cái động lực rất là mạnh để dẫn tới cái muốn thay đổi đó. Thì ở trong cuộc sống con người, cái động lực mạnh nhất của một con người, đặc biệt từ phía đàn ông, là yêu một cái người phụ nữ. Động lực đó là động lực nó mạnh kinh khủng luôn. Đương nhiên người ta vẫn có những cái động lực tự thân bên trong, và đó cũng là những cái động lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà ở đây trong cái giao diện hẹn hò thì cái điều mong đợi của em á, là sự thay đổi anh ta. Mà đây chỉ là những cái sự thay đổi thuộc dạng là bỏ đi cái xấu thôi, chưa là vươn lên cái tốt. Ok, chỉ bỏ đi cái xấu, tức là những cái thuộc dạng hàng kèo dưới á. Tức là A bờ cờ chưa tới là XYZ, đúng không? Tức là đây là những cái thói hư tật xấu, những cái làm tổn thương anh ta, làm hư hỏng, tức là nó những cái thứ đó, cờ bạc, em tưởng tượng bia bọt. Và rất là nhiều ở trong đó nó cũng nói lên là cái tình cảm rất là ít, là tại vì em ơi, nếu mà giả sử cưới một người mà về anh bia bọt, anh cờ bạc, thì làm sao mà anh yêu em được? Nếu như em hiểu được tại sao người ta vướng vào những cái đó, nó là những cái dopamine mà người ta nghiện đó. Và nó sẽ là cờ bạc là bác thằng bần, bán vợ đợ con, đúng không? Rồi nhậu nhẹt cũng vậy nữa. Thì ý anh chỉ muốn nói đây là cái đây là những cái sự thay đổi tối thiểu của một người đàn ông, bỏ đi những cái xấu, chưa phải là sự phát triển để trở thành tốt. Và ở đó nó không xảy ra, nó chỉ đơn giản thôi. Anh chỉ muốn gói lại để em thấy được là người đàn ông này không có yêu em đâu. Ở hiện tại và trong 9 năm đó, thì anh có thể nói là chắc ít nhất cũng phải 90% cái cảm giác nó tụt lâu lắm rồi, nhưng mà nó tụt từ từ. Nhưng tại sao giờ vẫn còn? Quán tính, như anh giải thích. Thì cái nếu như em hiểu ra điều đó thì em sẽ thấy mọi việc, những cái câu hỏi của em đều được trả lời hết rồi. Và 9 năm rồi em cũng có thể nhìn ra được luôn. Và thậm chí em cũng có thể hiểu dần được tại sao bên trong em lại muốn giữ hay là níu một cái mối quan hệ. Như anh nói nãy, em bị phụ thuộc. Em vẫn còn thương là vẫn còn thương, có chỉ là cái cách nói theo cái cảm xúc của em thôi. Em bị phụ thuộc. Một người đàn ông không yêu em, một người đàn ông có những cái thói hư tật xấu nặng như vậy mà em vẫn muốn đeo đuổi.
và em vẫn nói là em yêu thương gì đó. Cho nên nó chỉ nói lên cái trạng thái của em ở hiện tại thôi. Cho nên cái mối quan hệ này nha, nó đã hư lâu lắm rồi. Nhưng mà ở trong em bây giờ nó còn cái cảm giác phù hợp. Chính vì vậy cho nên nó mới lằng nhằng dây điện. Cho nên những cái thứ mà anh ấy hứa sẽ bỏ, nhưng giờ em bất lực rồi. Em bất lực là tại vì em nghĩ là em có lực. Thực ra mình không có liên quan gì tới chuyện người ta bỏ thuốc cả. Người ta bỏ thuốc là gì? Người ta có động lực, người ta muốn bỏ thuốc, dẫn tới việc người ta thực hiện được bỏ thuốc. Khi em nghĩ là em bất lực là tại vì em nghĩ, em mong đợi là mình có lực. Em ơi, em không có lực và em vĩnh viễn không có cái lực đó. Kể cả cái người chồng sau này mà em có yêu em chăng nữa, em không có cái lực đó. Mà là do cái người đó tìm được cái động lực mà làm thôi. Chứ em không có làm được cái gì ảnh mà quyết định cho người ta cả. Cho nên đừng mong đợi theo kiểu đó. Nó cái mà mình nghĩ á, là mình muốn người này thế này á, nó nói lên cảm giác phụ thuộc. Tức là em bị phụ thuộc người đàn ông đó, em muốn anh ta như thế này thế kia theo ý mình. Và đồng thời cái cảm giác cái sự phụ thuộc đó nó được thể hiện qua người kia, qua sự áp đặt. Tức là một người mà bị phụ thuộc một người đó thì em sẽ thấy là người đó có cái mong muốn và có cái thiên hướng đi áp đặt người đó, muốn người đó theo cái ý của mình. Em có thể nghĩ thì một cái người lạ hoàn toàn ngoài đường đó, đi ngang em không quen biết, thì em thấy là em chẳng bị phụ thuộc gì, rất là dễ dàng để cảm nhận ra cái cảm giác đó. Và em cũng thấy là em chẳng mong cái người này làm cái gì cho em cả. Nhưng mà em sẽ thấy là những người mà em có quen biết, em có quan hệ càng thân thiết, thì em thấy là sự mong đợi của mình cao hơn nhiều lắm. Cao hơn nhiều lắm. Và thậm chí em có thấy là tại sao cái người đó dễ làm cho mình tức giận, nhưng người đó chẳng làm gì mà chỉ là không đúng cái ý mình thôi là mình đã thấy khó chịu rồi. Đơn giản là vì ở đó mình có cái sự phụ thuộc, mình có cái sự mong đợi cao. Thì nếu như em nhận ra được cái sự mong đợi đó, em cảm giác cái cảm giác mình nó khó chịu khi người đó không làm đúng cái ý mình, thì cùng lúc nó là sự phụ thuộc đó. Tại vì bây giờ em lại nói ok, tôi không phụ thuộc người này, tôi thử tôi nghĩ cảm giác không phụ thuộc nó là gì coi. Thì em thử nghĩ đi, em lại nói là phụ thuộc là một cái người xa lạ đi, là cái cảm giác dễ nhất. Thì tự nhiên khi em nói là mình không phụ thuộc người đó thì em cảm giác mình chẳng mong người này làm gì cho mình. Cho nên những cái bạn mà khi có cái sự mong đợi cao thì bạn cũng thấy là cùng lúc đó nó có cái sự phụ thuộc đã hiện hữu rồi. Và đồng thời mình cũng cảm giác, mình cũng nhận thấy là đối với người kia thì cái sự mong đợi từ phía mình với họ nó cũng chính là cái sự áp đặt. Ở phía kia họ sẽ cảm nhận là sự kiểm soát, sự áp đặt đó. Nó thể hiện qua cái thái độ của mình, nó thể hiện qua lời nói, hành động của mình, ánh mắt của mình, cái tông giọng nói của mình. Khi mà cái gì đó không xảy ra thì đúng ý mình, họ sẽ cảm giác đó là sự áp đặt. Và cái đó nó làm hư tiếp mối quan hệ. Thì anh nói ra cái phần này thêm nữa để em thấy rằng nhận ra được cái phần bên em á, cái câu trả lời bên anh ta thì anh ta đã không còn yêu em nữa rồi. Và sự thay đổi nó không xảy ra là vì anh ta làm gì có động lực. Và em cũng không thể nào tạo ra sự thay đổi đó được. Và cũng đừng mong đợi điều đó nữa. Thì qua đó anh cũng nói cho em thấy được cái phần bên em. Em nên cho mình cái kiến thức tình cảm đi. Đi tới đây rồi còn ngồi đó mong đợi mấy cái điều gì đâu. Hỏi về cuộc sống hôn nhân sau này như thế nào với anh này. Em ơi, một người không yêu em, chỉ cần trả lời hỏi nhiêu đó thôi. Một người không yêu em mà hôn nhân với em thì chuyện gì xảy ra? Em có thể, mình các bạn nữ vẫn ngồi có thể tưởng tượng ra mà thường sẽ tìm một cái lý do nào đó để cho hy vọng là nó tốt. Thì anh chỉ cần nói đơn giản, anh ta mà không yêu em thì sau này anh ta sẽ rung động nhỏ khác rồi anh ta sẽ ngoại tình. Tưởng tượng tới đó thôi thì sẽ có một cái phần nào đó lớn với câu trả lời đó. Không cần phải ngồi tưởng tượng ra những cái điều tốt đẹp không khó xảy ra, hay là mình tự hy vọng ra một cái gì đó mà nó không thể xảy ra được. Mà mình coi cái điều mình tưởng tượng đó là cái sự tốt đẹp. Là anh Tuấn ơi, một người đàn ông không yêu em có thể được hạnh phúc không? Nó trời ơi, bây giờ quay lại cái gốc đi, của một cái hôn nhân đi. Một người là một người, một cái hôn nhân đi. Làm như thế nào để hạnh phúc? Thì ít nhất là chồng vợ yêu nhau. Anh nói ít nhất có nghĩa là nó chưa có đủ đâu. Anh giả sử bây giờ chồng vợ yêu nhau nhưng mà tài chánh thê thảm, hiểu không? Tài chánh thê thảm hay là có những cái thói hư tật xấu gì đó chẳng hạn, giả sử vậy, những cái yếu tố bất lợi nào đó mà chưa xây dựng thành chẳng hạn, mà có một cái cảm giác yêu nhau đi, ok, cho là có cái cảm giác yêu nhau thì em thấy là ok, tụi em có yêu nhau nhưng mà tụi em chưa sẵn sàng đến cái hôn nhân, ảnh cũng cờ bạc mắc nợ gì đó đại loại đó. Thì em sẽ thấy nó không có dẫn tới được cái hạnh phúc, nội nghĩ tới đó thôi là thấy rồi. Bây giờ không yêu nhau nữa thì thấy là chuyện nó còn cái gốc, cái cốt lõi của cái hôn nhân nó còn không có nữa, cho nên chỉ nghĩ tới đó được rồi, hiểu không? Là ok, nếu mà em hôn nhân với cái người bạn trai này như thế nào thì anh có thể nói đó là cái thảm họa cho em và cho anh ta luôn, tại vì chính anh ta sau này sẽ phải yêu người phụ nữ khác.
sẽ phải đối đầu là mình là một người đàn ông tồi tệ. Chính anh ta cũng sẽ bị tổn thương mà chính em sẽ bị tổn thương. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.